Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất khang trang, thời gian qua, Thư viện tỉnh Lâm Đồng hết sức chú trọng đầu tư nhiều đầu sách mới với đủ các loại sách phù hợp cho từng lứa tuổi. Vì vậy, nên lượng bạn đọc tới Thư viện tỉnh cũng được duy trì. Trung bình hàng năm, có trên 56.000 lượt người đến mượn sách đọc, trong đó có gần 1.000 bạn đọc là thiếu nhi, lứa tuổi đang hình thành nhân cách sống. Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn chú trọng cấp phát thẻ miễn phí cho đối tượng học sinh, sinh viên. Được biết, Thư viện tỉnh đang lưu giữ trên 43.000 bản sách và hàng năm bổ sung trên 10.000 đầu sách nhằm đáp ứng nhu cầu độc giả khi đến với Thư viện tỉnh.